Sốc trước điểm thực của 16 thí sinh Hà Giang trong top cao nhất khối A1. Nhìn vào bảng điểm của 16 thí sinh Hà Giang nằm trong top cao nhất khối A1 sau khi chấm lại, nhiều người cảm thấy sốc. Sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố điểm thi để làm căn cứ xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng, kết quả thi và xác định có 11 thí sinh trong số hàng triệu thí sinh trên cả nước có điểm thi cao nhất là thủ khoa của các khối. Đặc biệt, Hà Giang là tỉnh có nhiều học sinh nhất trong top đầu của cả nước, đồng thời có 3 học sinh trong danh sách 11 em có điểm số cao nhất kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Riêng khối A1, Hà Giang có 16 thí sinh nằm trong top cao nhất cả nước. Sau khi thẩm định lại điểm của những thí sinh này, nhiều người cảm thấy sốc với kết quả trước đó. Theo kết quả điểm thi do Bộ Giáo dục Đào tạo cập nhật, có những thí sinh tổng điểm cả 3 môn không bằng điểm 1 môn mà trước đó đã công bố. Bảng điểm cụ thể của 16 thí sinh, Hà Giang nằm trong top cao nhất nước khối A1 như sau.